Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Lê Đức Thọ, Bí thư tỉnh ủy, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo thành ủy, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và các sở ngành các tỉnh thành thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp tiêu biểu trong và ngoài nước của thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã về dự. Những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết và triển khai nhiều chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội. Đây là hoạt động liên kết kinh tế mở nhằm tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp các địa phương. Nhiều giải pháp đã được triển khai, đặc biệt trong sản xuất, chế biến nông lâm sản, khai khoáng đã và đang góp phần quan trọng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bến Tre, kết quả hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của các địa phương. Theo đó, hội nghị lần này nhằm đánh giá tình hình, kết quả đạt được, nhất là những khó khăn vướng mắt trong quá trình hợp tác trên từng ngành, từng lĩnh vực, từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng, phát triển liên kết với thành phố Hồ Chí Minh, đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả các chương trình hợp tác toàn diện về phát triển kinh tế xã hội tạo không gian phát triển mới có tính gắn kết chặt chẽ và liền mạch hơn. Cũng tại hội nghị lần này, các tỉnh đồng bằng sông cửu long sẽ ký kết các thỏa thuận hợp tác kết nối chung với thành phố hồ chí minh và trao các thỏa thuận hợp tác kết nối giữa các doanh nghiệp các địa phương. Những diễn biến tiếp theo của hội nghị này sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.